Ung thư phổi là một bệnh lý nghiêm trọng, nhưng bạn có thể phòng ngừa hiệu quả thông qua chế độ ăn uống lành mạnh. Dưới đây là 5 loại thực phẩm có thể giúp giảm nguy cơ ung thư phổi. 1. Cải son chứa isothiocyanate, hợp chất có khả năng ức chế sự phát triển của khối u và tăng cường hiệu quả xạ trị. Isothiocyanate cũng có trong các loại rau, họ cải khác như cải xanh, súp lơ và cải thìa. 2. Hào cung cấp kẽm, khoáng chất quan trọng cho hệ miễn dịch, giúp giảm nguy cơ ung thư. Kẽm cũng có thể tăng cường hiệu quả của thuốc hóa trị. Nếu dị ứng với hải sản, bạn có thể bổ sung kẽm từ ngũ cốc ăn sáng. 3. Cá hồi giàu vitamin D giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư phổi và bổ sung omega 3 để giảm viêm. Vitamin D cũng có thể hấp thụ từ ánh nắng mặt trời. 4. Cà rốt chứa axit chlorogenic giúp ngăn cản khối u tạo ra nguồn cung cấp máu mới, từ đó hạn chế sự phát triển của khối u. Hạt lanh, táo và dâu tây cũng giàu axit chlorogenic. 5. Quả anh đào (cherry), người mắc bệnh ung thư phổi xuất hiện cục máu đông làm tăng nguy cơ tử vong. Trong khi đó, quả anh đào giàu anthocyanidin, hợp chất giúp ức chế sự phát triển của khối u và ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Anthocyanidin còn giúp tiêu diệt một số tế bào ung thư. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.